giữ phím home này, sau đó chúng ta sẽ ấn nguồn, giữ chặt phím home này nhé, sau đó chúng ta ấn nguồn. Và cho tới khi mà chiếc điện thoại của chúng ta sẽ bật sáng màn hình và nó hiện chế báo. Sau đó chúng ta sẽ nhả nó người ra. Và chúng ta vẫn giữ nó không à, nhả cái nguồn ra và chúng ta vẫn giữ nó không. Đó, như các bạn thấy thì iPhone của chúng ta đã về chế độ EPU và nó sẽ hiện EPU. Thì trên máy tính thì chúng ta sẽ được kết nối như các bạn. Sẽ đợi một lát và chúng nó sẽ hiện ở đây, thì các bạn ấn điểm là update để nó update lên phiên bản 2.2 đây.